cũng coi mấy YouTube á, thấy thầy có kể cũng khì khì cho vui vậy, thầy cũng vậy chứ giờ mình khó quá cũng được, mà họ muốn biết đến mình. Bây giờ thầy còn học cũng hai ba ba bằng tiến sĩ, một cái là quản lý giáo dục, một cái là xây dựng đảng quản lý nhà nước, một cái là thẩm phán tòa án. Thì ráng qua bằng này rồi bắt đầu thầy phải đi nước ngoài cỡ cỡ năm mấy 60 về chủ trì đây, sửa chùa, cũng vừa sửa vừa đi tới luôn vậy. Chưa nhận chức vụ gì hết, chỉ có lo tu với lo xây chùa. Thế còn phải đi du học là cũng chùa nước ngoài đây, cũng vừa hai Campuchia có rồi, Thái Lan có rồi, giờ qua bên Mỹ Anh là ta cho đất qua cũng làm cái chòi lá vậy, cái sửa được chút, cái đầu nhận được một hai đệ tử giữ được rồi, cái đầu mình đi tí thế qua nước khác Mỹ Anh Úc Canada thì khai khóa để mình thành lập giáo hội. Tại chưa giáo hội, nhưng mà nhiều cái giáo hội thành lập hoàn thiện, có nhiều giáo hội chưa có hoàn thiện. Mình qua mình có bằng tiến sĩ mà lập trường đại học được rồi, thêm nữa có đại sứ quán Việt Nam mình kết hợp. Chứ còn mà tự nhiên cái mỗi nước đâu phải nó thành lập một cái trường là dễ, hồi xưa thành lập dễ chứ giờ thành lập khó, rồi phải cống hiến đất nè, rồi phải vô bộ giáo dục nè, rồi vô quy chế nè, rồi phải người đó phải có tuổi đảng mà mới được tấn phong lên, rồi bổ nhiệm lên quyết định. Giờ hiệu trưởng trường nào cũng phải là của bộ giáo dục và của chính phủ đề cử lên mới được. Rồi khi những nhiều bộ nào có trường đại học trường đại bộ đó, ví dụ giờ xây dựng thì có cái bộ xây dựng, có trường đại học xây dựng, bộ ví dụ như bộ tài bộ về bộ công an thì có trường an ninh hoặc trường chính trị hoặc trường công an nhân dân, bộ bộ công an, bộ quốc phòng. Giờ còn mình muốn học cái trường đại học luật thì chuyên về tòa án tối cao, cũng bên tòa án của nhà nước, của bộ giáo dục. Giờ còn một số tư nhân thì cái đó là làm trường nhỏ lẻ thôi, dạy tư. Nhưng mà giờ dạy tư nó cũng không có khó lắm. Thầy hỏi có gì hỏi thầy không kìa, coi tướng thăm thầy đang sẵn đi ngang đây. Chị không biết thấy gì hỏi thầy, tất cả các giáo dục luôn, muốn hỏi điều gì cũng được. Thầy hỏi thầy sẵn đi ngang đây thăm sức khỏe này coi, khỏe chưa? Thầy hướng dẫn, thầy mới làm mọi cái này xong cái đầu khác. Nghe em trai hỏi thầy. Thầy đang trả lời đó. Thì môi thì đang dưỡng, đang dưỡng sắc sưng mấy ngày à? Tầng hai tầng là xong. Hết môi rồi tới chân mày, thấy chân mày. Chân mày thì giờ đập lên dày. Chân mày thì nó không có đau dễ. Còn mí mắt thì cắt một chút xíu rồi, anh chút xíu rồi nó cắt miếng thôi là nó đều cân mắt liền, nó căng liền. Có làm càm vi lai gì không? Không càm không làm, mũi cũng làm chỉ có tấm trắng với tấm trắng thôi hả? Tấm trắng. Thế thầy thì cắt tươi tấm gì nữa? Có gì con tấm trắng. Qua Mỹ kéo chân ra có 3 tỷ à? Kéo chân dài cao ra. Thầy cao mà kéo thầy sao cao đi bộ phận đây nó có bệnh gì không cho nó hết. Đi qua bảy kéo chân liên hệ với khoa bóp, khoa bóp mua cái máy đang kêu bán lại đó. Nó tệ nói chơi chứ thằng đó nó không có tiền, đó là mấy cái thằng giật nợ với mấy thằng đó nó đi nghèo. Khoa bóp thì nó nói là nó YouTuber giàu nhất nước Mỹ. YouTuber thì nó cũng giống giống những mấy thằng này nè, tiền bạc gì mà nó có ra gặp thầy chưa? Con ép nhiều đó, con lớn thì không được mà nó còn lớn mà cho giỏi nó mua được con tôm, con tép nó ăn sang quay vậy chứ tiền bạc của nổ không mấy thằng YouTube nổ. Để nó qua đây nó qua gặp thầy chưa? Gì? Tao bút gì đó, có lại đây gặp thầy chưa? Ừ, nó nhìn như nó vô tù ngồi hết rồi. Nó cũng phê á bà Hằng. Biết đâu thằng nào cũng vô tù, mới ra tù lấy trực thăng nhảy điên, nhảy dù điên. Rồi bữa hỏi bà Hằng nó xuống gặp thầy cái cứu kiếm thầy không? Không. Bà thì chọc cho bà qua mà bà không qua. Từ hồi bà ở hồi chưa vô tù bà thầy chọc cho bà qua đây rồi mà cũng qua rồi chết bà cũng không nhảy ra tù, tức quá rồi. Phá một tù ra cũng không qua. Vậy là bà chưa xuống thăm này luôn. Còn giờ bà điên nữa kìa. Giờ Dũng chính chở bà ra chơi chạy tâm thần gì chữa bệnh điên kìa. Gì vậy? Vụ đó là sao thầy? Thì theo pháp luật của thầy là vì lợi ích của xã hội, của nhà nước, của lợi ích của nhà nước là 7 năm tù. Rồi 6 cái đơn của một ca sĩ là mỗi cái đơn có 3 năm tù cũng được. Bèo nhất 28 năm tù. Còn chưa nói là đọc cái đài truyền hình là chưa xét nè. Rồi khiêm nữa đến nhà của hai nhà báo chọi rồi làm gì đó. Rồi còn ca sĩ rồi đến ca sĩ Vinh Hưng hát rồi quậy phá gì rồi. Nhiều cái tình trạng mà ta cộng cái cũng mấy chục năm tù.
mà ông Tùng Quang 90 tuổi mà chỉ có một tội thôi á, là cũng 7 năm tù, giảm còn 5 năm tù. Mà lúc trước hay nói bỏ tiền và dân dây với ngừng, đừng có nói gì nhà nước, nói như thầy này chữ điên chữ khùng chữ tục cũng ai làm gì, nhưng mà đừng có đụng chạm tới nhà nước đâu. Đảng chính phủ được rồi, ta đâu có làm gì mình mà mình nói làm chi, rồi nói ông này ông kia lúc này khen ông này lúc chữ ông kia, nói làm chi. Còn thực hiện mình giúp cho người khác giúp đó, còn ai cái tiền thì giống như các ca sĩ nó làm thực hiện không làm gì kệ nó, liên quan tới mình. Chừng nào mình cỡ tiền cho ca sĩ đi làm cho từ thiện cho mình mà không làm thì mình lấy tiền lại mình kiện nó, phải có bằng chứng là chuyển bao nhiêu, gửi bao nhiêu, cho ở đâu. Còn này mình không bỏ cách nào, rồi mình có cái hội từ thiện của mình, có cái quỹ riêng mình đi cho riêng của cái quỹ mình đi, còn ca sĩ nó có cái quỹ riêng của ca sĩ mình, liên quan tới mình nói. Rồi tới những ca sĩ tên vô Đại Nam là khu du lịch, tự nhiên cấm tao không cho quay phim chụp hình cái chỗ là khu du lịch tham quan, thì ca sĩ nghệ sĩ người ta đến lấy thấy cảnh đẹp thì tao quay, mình cho ta quay còn mấy mướn. Ví dụ như giờ anh muốn quay ngày lẫn đêm, mướn ngày gì bao nhiêu tiền là anh được quay, còn mấy là anh miễn, anh bán vé miễn phí thì người ta có quyền miễn phí. Cái tự nhiên cái cấm người ta hát, cấm người ta biểu diễn, cấm người ta quay, hô quay mày lợi dụng cái đại đám, đâu có nói gì được. Khu du lịch ai quay, giống như họp trường học này, ăn này nè, cái trường học vô duyên cái chỗ ta khu trường khu ăn chơi vui chơi chụp hình quay phim, mà lợi mà một đám cái đại học lợi dễ dễ cái lợi chụp hình đấy, cái lợi giáo viên nào cũng mất dạ thèm tát cho bàn tay, nhưng mà thôi nhịn. Nói yêu cầu ông ra hết giờ để cho tụi nó dễ làm tập trung. Tao nói tụi tập trung mày vô trường đụng mấy cái chỗ tao ăn chơi vui chơi dạy thú khú cọp không, tao khả cọp răng cắn ăn hết một tổ vậy. Vô viên khu du lịch mình ngồi làm tao quay, đừng có đụng chạm người khác. Rồi hai nữa mà mình cũng phải nói tóm gọn, tao quay phim chụp hình những cái khu du lịch để tao quay phim chụp hình mà. Còn này ngu, ta đang khỉa khỉa nó cũng lật đặt nó quay, rồi kêu ra cái mình quay tế. Nó tóm gọn cái khu đó không phải khu để dành cho mình ăn học. Cái khu đó tại nít nó vui chơi giải trí, người lớn ai cũng quay phim chụp hình mà. Mình ngồi cũng phải né chỗ ra, hoặc ta muốn chụp hình thì chuyện của người ta mình cũng không nói người ta được. Tại khu công cộng mà, khu vui chơi giải trí là đâu có quyền, ai có quyền dùng cho ai không cho. Ta mua vé vô người ta tham quan chứ đâu phải là tự nhiên ta vô. Ví dụ mà vàng 500 là sao thầy? Ví dụ vàng mà hút 500 nữa là sao? Ví dụ thì hôm bài đăng á, ý là bán vàng mà nó lấy cái 500 vô nó thử rồi mà mình bị 500 hút đó là đâu phải nhiều khi vàng giả nó lấy kìm trâm á, nó đổ hả? Cái mặt hoài rồi trọng, ví dụ như giờ vàng nè nó cũng cưa 500 hoặc đá gì đó, cái đầu nó sẽ phủ mặt hoài giống như cái hũ vàng giả mình để nó bỏ vô, thì giờ chắc cái vàng giả nó hết cái 500. Cái vàng nào mà hít thì nó cũng làm gì, thì nó bày trò ra cái này bày ở cái kia cũng mấy YouTube làm nó thì cũng đúng thứ rồi, cho YouTube nó trơn vậy. Chào bạn Lê Nhân nha, YouTube nó làm cái này làm cái kia. Tao nói mấy người tử tù cũng do mấy YouTube này đó, con Bình Như đó nó khịa khịa đấy. Bình Như có ở tù đâu? Có tù không? Không, sao bà Hằng ở tù mà cái thằng quay không có tù chặt ở vậy đó. Mấy thằng YouTube này nó ác lắm, nó làm YouTube riết cho bà Hằng ở tù luôn. Dạ chừng nào tới thầy thì tao hắt tụi bay làm được không? Tao không biết tao hốt tụi bay hay là bay hốt tao để chống mắt coi. Ừ, đúng rồi. 3 năm bố lá 4 năm chí quà chứ nhiêu thầy. Ừ, bởi vậy nào để mấy tụi bay trước sau á coi chừng á còn sống hay chết. Bao nhiêu cái điện thoại này chắc hụt của tao hết nè. Là có 100 đô rồi thầy. Ừ đó. Quay riết hàng nào mấy hàng nào hồi đó chạy xe đạp và xe Honda kêu bằng rim quay mà riết giờ tay ga đứa nào cũng 2-3 cái phân 13. Tao nói nó quay không tiền mà lấy tiền đâu. Ủa mà sao quay vậy? Còn anh chàng này nó đi hát, nè anh đi hát ca nhạc gì đi chí ca sĩ gì rồi cầm cái điện thoại không ra hồn nữa kìa. Dạ điện thoại con xịn hơn ở đây phải không? Ừ. Còn hai cái lận không phải không? Ờ đó cái ông nè đó nó hai cái hàng nào cũng quay 13. Vậy mà nó hôn không tiền. Rồi giờ mày hôn đi rửa gì mày lên cho anh. Thứ 7 này con đãi tiệc ở nhà hàng mời thầy đi ăn. Thì mày phải để giờ rõ ràng. 6 giờ có gì con bắt trước thầy. Mày lên chở đi. Ủa thầy đi ăn tiệc kìa, đi đám cưới rồi các bạn thầy đi. Thằng nào cũng gì quay thầy từ hồi có 1-2 view mà giờ tới 1 triệu, 100 triệu view.
giờ nó đi rửa nó ăn mừng chúc mừng nó lên được triệu view, chúc mạng 100.000 sub, chúc mạng 100.000 sub, thằng nào cũng lên hương hết. Còn cái kênh mà thầy khi nghe còn chết chùa dột nát. Ủa sao thầy nào? Vậy sao thầy cũng lập kênh YouTube lâu rồi, sao thầy cũng làm đi? Thôi số tôi không có chơi YouTube. Cái kênh của thầy đâu, kênh chính của thầy là kênh nào? Ông tùm lum lên á. Thầy là nó lưu những cái dữ liệu gì quan trọng giảng pháp và quay đi chơi du lịch hết, chứ mình không có không có đăng ký. Không phải đăng ký kiếm tiền nó khác, còn mình làm cái kênh mình email của mình rồi mình đăng lên, nó đâu có liên quan gì tới kiếm tiền. Nó có quảng cáo, còn cái kênh của mình đâu có quảng cáo, đâu có mình nhạc gì cũng đăng lên được, còn nó là có nhạc vô là bị bắt bản quyền với nó xóa kìa. Không thấy trời mưa thì quét ở đâu mà lia lịa hết rồi. Đó nó nhiễu xuống đây nè, đó lủng hết rồi kìa. Trời ơi, nó, một trăm kênh YouTube mà nó làm thằng nào cũng giàu, còn thầy thì nghèo rách người ta, nghèo rơi đấy quần mà rách nóc chùa nóc đó là gì kìa, bay nóc chùa luôn mà không có thằng nào mà nó quần nó hả tét hát. Do thầy ngỡ sao Phật tử tới cúng dường thầy nói gì? Do thầy á ăn ở gì, tôi ở chùa chứ có đi đâu đâu, ăn hay ở là do cái miệng của sư phụ á. Thì tu mình mà phải tùy tâm rồi mình lo tu đi, cũng cứ có người trong người ta cho mình không sao, mình cũng không trong Phật tử đông mà không trong đệ tử đông, mà mình tu đi, cứ lo tu và lo học hành tài, cái lúc nào đó nó tự nhiên cái người ta mến rồi ta đến. Giờ thầy trong hoàn thiện cái chùa thầy mới nhận đệ tử, cũng giờ nhận rồi. Thứ nhất mình chưa đủ điều kiện nuôi đệ tử ăn học đại học nè, thứ hai phòng ốc với chùa chưa ổn định rồi làm sao nuôi rồi hàng tháng ai chi nè, bèo nhất phải mua cho chứ chiếc Honda có 3 triệu hay 5 triệu nó đi học mỗi ngày đâu đổ xăng nữa nè, rồi đó là tiền bỏ túi nè, rồi đóng tiền trường nè, mà nuôi chứ đỡ nuôi một đứa được thì cũng được ít nhất cũng chục đứa, thì mỗi tháng mình phải đóng tiền trường nhiêu, rồi tiền đổ xăng, tiền đi học, rồi bệnh đau nữa. Thầy nói giờ đệ tử của ông thầy mà chùa hoàn thiện rồi là cái thầy có nguồn sống, ông thầy phải giỏi chứ còn dở nuôi đệ tử mà nổi. Giờ bây giờ mời của ta hết thăm rồi nha cả nhà, giờ lên lịch đi, giờ đi Đà Lạt, đi Bạc Liêu, đi Sóc Trăng, đi ăn đi kêu gì đi Hà Tiên hay hoặc là đi Phú Quốc hay đi Côn Đảo, đi Quy Nhơn không thầy? Đi cũng được, đảo nào cũng được, mình ra giữa đảo mình chơi, mình ra giữa đảo mình ra hết, mình ra bán đảo và côn đảo đi mát lắm, côn đảo đi mình đi thăm những trại tù hồi xưa là con ông cháu cha đưa ra đó, bị vượt biên ra đó đó. Đi để ta biết là thôi nhở. Ơi tụi con có đứa nào vô tù chưa? Thầy khoe của chúng ta đi vào chạy tù chạy giam gì đó. Để là thà đi tiền trạm vô tù trước là hay là còn vô hả? Còn Củ Chi mình gần lắm nè, đi 30 có 5 cây số là có trại giam Tâm Hằng, mày muốn không vô? Tàn là chạy chẳng khùng khùng điên điên vô khăm 500 anh em tàn là điên với khùng không vô, nó hát cho mày nghe. Cái trại giam này mới vô cho anh đứa bịch bánh trời, mình gặp tàn là 18-20 không, có lúc là tự nhiên cỡ quần chơi vậy đó. Mày không điên này cũng điên gì nó. Bây giờ kêu anh gái trai không vậy rồi khóc, đứa khóc đứa cười đứa hát vô chạy Tâm Hằng nè, ngay khu khu mi hơi ở gì kia bằng gì nè, ta bằng gì sưng gì nè, gần đây nè, ngay quẹo ngay cầu Bông Ngắn Hà, cầu Bông nè, đi có 5-6 cây số là chân là tôi vô tặng Tâm Hằng đó thôi. Đi thẳng đi rồi cái bản đồ ấy. Có bản đồ. Ủa mình băng đường kia đường nào bạn? Ra đường quốc lộ, bấm logo ấy. Ra đường quốc lộ thì xuống Sài Gòn, đi lên thì Tây Ninh, đi ngang qua đây thì qua Bình Dương, còn đi qua bên đây thì Long An. Đấy. Xuống Sài Gòn thì nó dễ, chứ mình đi các quận thì xuống Sài Gòn. Bấm logo đi các quận. Đi tới ghé thật thầy chút về coi. Đó, nên trong đó là đã khóc rồi. Cho leo dần, cho. Trên cái biển này rồi.